Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, sau khi đăng tải một số video liên quan đến cái cuộc sống mà người dân Việt Nam đang được hưởng ở đất nước Canada, có rất nhiều những bài viết mà gần đây nhiều bạn đã chia sẻ trên các góc cộng đồng người Việt ở tại Canada và những lời bình luận trong các video mà mình đã chia sẻ cuộc sống ở Canada. Phần cơ bản á, thì những người có rất nhiều quý khán thính giả ủng hộ những cái điều mà mình chia sẻ một cách chân thật về cuộc sống hiện tại nơi mình đang sống. Mình không dám nói toàn bộ đất nước Canada bởi vì đất nước Canada là một đất nước quá rộng lớn, mình không thể đi hết được. Nhưng mình chia sẻ cuộc sống ở tại chỗ mình và những nơi mình chưa được đặt chân tới thì thường là mình vào Google và qua các bạn bè sinh sống ở những cái vùng vùng miền đó để coi như là biết thêm cái cuộc sống và sự thực ở nơi đó ra sao. Chẳng hạn như về thời tiết hoặc là ở các tiểu bang nó có khác nhau về những cái chính sách gì gì hay không. À vâng, đây là một cái sự tổng kết của mình. Và tất nhiên là trong những câu chuyện như vậy thì cũng có những cái điều có thể là mình chưa hiểu biết hết và có thể là nói sai một đôi chút gì đó. Cơ bản là những người đang định cư ở Canada và những người Việt Nam đang tìm đường đến đất nước Canada đều ủng hộ những bài viết chia sẻ của mình. Thì có một bạn đã đăng trên Hội Người Việt tại Canada chia sẻ một bài viết rằng là ở dạo gần đây có rất nhiều bạn đã kêu ca chê bôi cuộc sống ở Canada và thường so sánh Việt Nam tốt hơn. Thì trong vấn đề này thì bạn Lucy Nguyễn nhé đã chia sẻ như vậy là có rất nhiều người chê bai cuộc sống ở Canada và coi như là nói rằng cuộc sống ở Việt Nam tốt hơn. Theo mình biết đúng là có một số bạn và cái con số này cũng tương đối nhiều. Mình không hiểu tại sao họ đang sống ở tại Canada và họ thường chê bôi cuộc sống ở đây. Nhưng bản thân họ thì lại không muốn trở về Việt Nam một chút nào. Đó là một hai cái tức là một cái sự tức là không thể tức là mình không biết dùng cái từ ngữ nào cho chính xác. Có nghĩa là nói một đằng làm một lẻo đúng không ạ? Anh chê cuộc sống ở đây, anh nói cuộc sống ở đây không tốt, nhưng anh cứ bám lấy ở đây chứ anh không chịu về. Đó là tức là nói như vậy thì ai có thể nghe được. Nếu không tốt tại sao bạn không trở về đi và bạn cứ cố thủ ở đất nước Canada làm gì? Trong khi đó thì mình không hiểu mục đích của các bạn, lý do tại sao lại chê bôi tại sao. Nhưng theo đánh giá của mình thì những bạn đó ở đây thường thường gặp những cái trắc trở mà cái cơ bản về con người của các bạn là lợi dụng những đồng tiền để được đi sang đây. Các bạn không chịu vượt gian khó để coi như là vượt qua những cái khó khăn nhất định mà bất kể khi bạn làm một cuộc hành trình gì đó thì cũng ban đầu bao giờ cũng có những khó khăn. Nhiều người thì gặp khó khăn về cái ngôn ngữ. Đây là một cái vấn đề điển hình ở bên Canada. Chẳng hạn như bạn ấy đi sang đây nhưng đã đi theo một cái công ty môi giới và được bao tất cả, tức là bạn ấy bỏ tiền ra bao tất cả và chỉ sang đây và nghĩ rằng sang bên đây kiếm được nhiều tiền. Thì trên thực tế những người như ít biết về ngôn ngữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề chẳng hạn như là hòa nhập vào cuộc sống ở tại đất nước mà đáng sống nhất hành tinh này. Trong khi đó có thể rằng là bạn thấy bạn ấy ở Việt Nam chỉ có ăn chơi thôi, nhưng sang bên này phải đi lao động. Có khi là đi làm thêm đến cả 10 tiếng đồng hồ và khi về rồi thì cuộc sống cứ trôi đi như vậy, trong một tuần là có 5 buổi đi làm, còn thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì lại bạn ấy lại coi như là đi chơi có thể là quá đà. Cái số tiền bạn ấy kiếm được trong 5 ngày trong một tuần đó thì có thể là bạn ấy chi tiêu trong ngày thứ bảy chủ nhật không hết. Bởi vậy mới dẫn đến những tình trạng là có thể là thiếu thốn rồi đi vay mượn cái thứ lu bu. Đó, tức là nói đơn giản là theo mình nghĩ thì những cái bạn kêu ca cuộc sống ở đây thường gặp những cái khó khăn nhất định và bạn bạn ấy nói rằng là như vậy so với ở Việt Nam là tốt hơn. Vâng, nhưng một điều rất là buồn cười là các bạn ấy không trở về Việt Nam và chỉ lên những cái góp hội người Việt ở bên này để coi như là công kích cuộc sống ở Canada không ra gì thôi.
Trong khi đó thì coi như là ở Việt Nam một số người chê bai, vì sao? Vì lý do là họ tức là họ bị coi như là sống ở Việt Nam quá nhiều và bị người ta gọi là những cái tuyên truyền của chính sách của bên đất nước Việt Nam nói rằng ở những đất nước tư bản là đất nước bóc lột sức lao động, và coi như là cái gì vật giá cũng đắt, vân vân. Thế thì bạn Lúc Nguyễn đã coi như chia sẻ vấn đề là chẳng hạn như một bài viết nói rằng ở Canada muốn mua nhà, mua xe thì phải trả góp hàng chục năm, còn ở Việt Nam không phải như vậy. Và giá nhà ở Hà Nội thì tính ra thu nhập của người dân thuộc hàng đắt nhất thế giới và giá xe cũng đắt hơn, thậm chí là gấp đôi vì thuế. Việc làm này thì ở Việt Nam luôn là có nhà và có xe mà không cần trả góp. Vâng, thì vấn đề này mình xin chia sẻ như sau. Vâng, các bạn bây giờ nếu ở Việt Nam, mình đặt các bạn đang ở Việt Nam, các bạn muốn mua nhà, mua xe, đúng không ạ? Bây giờ theo như mình biết thì mua xe các bạn có thể là mua trả góp, nhưng mua nhà thì thường thường các bạn phải bỏ luôn ra cái số tiền đó rồi. Trừ các bạn mua cái nhà chẳng hạn như là ví dụ như chung cư thứ của những công ty gì đó và các bạn muốn trả góp thì coi như là các bạn phải chứng minh được cái thu nhập của các bạn. Tức là Việt Nam bây giờ cũng đổi thay, có nghĩa cũng học theo cái cách trả góp của các nước tư bản. Thì ở đây á, mình nói rằng nếu các bạn hầu như người Việt Nam là đều mua nhà tay bo hết, tức là bỏ ra số tiền, chẳng hạn mình muốn mua nhà của một người nào đó, mình bỏ ra số tiền 100%, chẳng hạn căn nhà này đáng giá 5 tỷ, phải bỏ ra cả 5 tỷ để trả ngay một lúc, và mua xe ô tô cũng vậy thôi. Thì bây giờ mình hỏi các bạn rằng vậy thì có bao nhiêu người có đủ tiền mua nhà mua xe ở Việt Nam, đúng không ạ? Có bao nhiêu người ạ? Trừ những cái người mà chẳng hạn như là cha mẹ người ta có tiền bạc từ đời trước để lại, chẳng hạn sau bạn đi mua nhà mua xe, mua nhà để coi như là kinh doanh thế nọ thế kia. Còn thì bây giờ mà bảo đi làm, bây giờ các bạn thử đi làm công nhân, đi làm hãng để góp vào để mua một căn nhà, chẳng hạn như ở Việt Nam bây giờ theo mình biết, chẳng hạn bây giờ cái thành phố của quê hương của mình ở Việt Nam bây giờ cái giá nhà, những cái căn nhà tốt tốt một tí toàn khoảng 30 tỷ, còn những căn nhà vớ vẩn cũng độ khoảng 7 tỷ. Thì bây giờ các bạn đi làm công nhân, trừ tiền ăn uống sinh hoạt đi rồi thì đến bao giờ các bạn mới mua gom được 7 tỷ để mua một căn nhà? Hay một cái xe các bạn mua là 200 triệu. Đến bao giờ cả đời các bạn đi làm theo cái hãng kiểu công nhân á, tức là những người, tức là mình so sánh những cái người đi làm công nhân bên này và công nhân Việt Nam, thì bao giờ cả đời các bạn không mua được cái xe ô tô? Còn ở bên đất nước tư bản á, bạn cứ có đi làm là bạn mua được nhà được xe. Mình nói đơn giản rằng là ở bên đây họ cho mua nhà mua xe trả góp và xe thì rất là rẻ. Cái xe có thể là bạn có thể chạy được là vào khoảng 3.000 đô. 3.000 đô là bạn đi làm chỉ vào khoảng một tháng lương là bạn có tiền để mua được một cái xe ô tô. Tức là cái xe ô tô này là gọi là mình gọi là xe ô tô cũ nhưng vẫn có thể chạy tốt nhiều năm mà không bị hư hỏng. Vậy thì mình hỏi các bạn rằng là ở Việt Nam các bạn làm một tháng lương thì có thể mua được cái xe ô tô không? Mua được cái xe đạp còn chưa mua được, đừng nói là mua cái xe ô tô. Đó. Còn thì mua một cái nhà thì cái đấy càng khó hơn, đúng không các bạn? Còn ở đây, người ta có thể là hai vợ chồng đi làm một năm hoặc 2 năm người ta có thể mua một căn nhà rồi. Thì người ta muốn mua, bây giờ mình nói đơn giản là người ta muốn mua một căn nhà chẳng hạn 1 triệu đô, thì người ta đi làm độ khoảng 2 năm hai vợ chồng tích bóp được 300 ngàn đô là người ta có thể mua một căn nhà. Trong khi đó 700 ngàn đô kia là họ sẽ trả góp tiền lương hàng tháng trong vòng mấy chục năm. Nhưng mình xin lưu ý với các bạn ở đây, chẳng hạn nhiều bạn có tuổi, mình đã gặp một người bạn quê ở Hải Hưng sang đây cùng tuổi với mình. Và khi mình tới thì mình thấy bạn ấy có nhà riêng. Khi mình định cư tới đất nước này cách đây gần 3 năm thì mình thấy bạn ấy có nhà riêng. Thì mình hỏi bạn ấy là mua nhà như thế nào? Thì bạn ấy là bạn bỏ ra 1 phần 3 số tiền và mua trả góp. Căn nhà của bạn hiện tại là đáng giá 1 triệu rưỡi đô la các bạn nhé. Thì bạn mua trả góp ở đây thì rất đơn giản thôi. Ngoài cái tiền lương của họ, của người bạn này, thì bạn này lại cho rất nhiều du học sinh thuê thuê nhà.
Có nghĩa là cái căn nhà của bạn ở bên này là mỗi căn nhà bao giờ cũng thế, là nó rộng ít nhất là 500 mét vuông các bạn ạ. Và nó có đầy đủ cái không gian thoáng đãng. Đấy, thì căn nhà này thường thường hầu như 100% những người Việt Nam mua nhà ở đây đều coi như là làm những cái căn phòng nhỏ để cho du học sinh và những khách du lịch đến thuê. Có những người, ngay cả những người định cư ở tại đây thuê dài hạn cũng có. Thì một căn nhà đó họ có thể làm có thể là nhiều cái phòng nhỏ để cho mọi người thuê, và mỗi cái phòng nhỏ ước chừng độ khoảng là 600-700 đô một căn phòng. Có nghĩa một tháng họ vẫn có thể thu nhập từ cái nhà của họ ra độ khoảng 3 đến 4 nghìn đô một tháng. Thì thưa các bạn rằng 3 4 nghìn đô dư ra một tháng, cái tiền cho người ta thuê nhà cộng với cái tiền mà họ đi làm thì chẳng bao lâu là họ sẽ được thu về được đủ cái số tiền mà họ đã mua căn nhà đó. Việc thứ hai mà một cái chính sách rất ưu đãi dành cho cái việc những người tại ở Canada mua nhà. Có nghĩa là theo cái người bạn Hải Hưng của mình tâm sự thì bạn ấy nói rằng nếu chẳng may trong thời gian mình đang trả nợ ngân hàng về cái căn nhà này mà mình chết đi thì ngân hàng chính phủ Canada sẽ xóa nợ. Tức là ví dụ bạn đang nợ 700 ngàn, bạn mới trả được 300 ngàn lúc khi mua nhà đúng không? Thì đột xuất là bạn bị mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, bạn qua đời chẳng hạn, thì chính phủ Canada, ngân hàng ở Canada sẽ xóa nợ bạn nha. Tức là căn nhà đó sẽ thuộc về con cái của bạn mà hoặc là người vợ của bạn. Khi bạn mua nhà bạn đứng tên bạn đúng không? Thì sẽ căn nhà đó sẽ thuộc về con cái hoặc vợ con của bạn. Rằng là họ sẽ xóa nợ số 700 ngàn kia đi. Và từ khi đó là căn nhà của bạn đương nhiên là trở về thuộc về tài sản của riêng con cái bạn. Và một vấn đề khác nữa, khi bạn mua 1 triệu một căn nhà này thì có thể vài ba năm sau căn nhà đó lên giá đến vài ba triệu. Có nghĩa hiện tại giá nhà ở Canada rất đắt so với ở bên Mỹ, ngay cả thuê nhà cũng đắt đỏ hơn. Đây là một điều mình phải thừa nhận. Thì bên Mỹ rõ ràng là có một cái vấn đề mình thấy nó tốt hơn là thuê nhà rẻ hơn và coi như là mua nhà cũng rẻ hơn. Đấy là một một điều mình thực tế mình nhìn thấy trước mắt qua cái tâm sự của những người bạn từ bên Mỹ nói chuyện. Thì ở đây ở đất nước Canada bây giờ mình lại so sánh với ở Việt Nam. Đấy, các bạn ấy nói rằng là mua xe phải trả góp hàng mấy chục năm. Ở Việt Nam các bạn làm gì có những cái chuyện mà mua xe được như mua xe mua nhà được như vậy. Và khi các bạn mua rồi thì các bạn chết đi thì các bạn đời cha không trả hết thì đời con phải trả đúng không? Mà chẳng ai cho các bạn mua chịu hết. Mua nhà Việt Nam, mình đã mua bán nhà Việt Nam đến hàng chục cái nhà, cái cửa. Phải thanh toán sòng phẳng từng đồng bạc cắt chứ chẳng có chuyện là nợ lại nợ kia đúng không ạ? Thế mà nhiều bạn vẫn cứ lên đây nói rằng là đất nước Canada không đáng sống. Không đáng sống thì các bạn đi về đi. Không đáng sống tại sao cả thế giới đều có như đổ xô đến đất nước Canada để định cư làm gì? Đúng không ạ? Vâng, nhiều bạn có nói rằng là tư bản là cái gọi là một cái xã hội bóc lột sức lao động của người dân. Đây là cái từ ngữ này á, mình nghe cách đây độ khoảng 4-5 năm, 4-50 năm về trước rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy cô giáo ngày xưa dạy dạy học của mình toàn nói như vậy thôi. Toàn nói là tư bản là cái chế độ mà bóc lột sức lao động của người dân. Trong khi đó họ chả phân tích được bóc lột theo cái kiểu gì. Đó. Thì hầu như những cái người mà nói cái từ ngữ này á cũng bị coi như là những cái lời nói đó và họ cũng không hiểu cái sự bóc lột đó nó như thế nào. Bóc lột ở đây có thể họ nói rằng là phải đóng thuế. Ở đâu cũng phải đóng thuế. Tất nhiên là Việt Nam đóng thuế ít hơn. Nhưng chính vì cái vấn đề đó mà cái xã hội không ra cái gì hết. Ở đây những người đi làm hàng tháng họ phải đóng thuế. Có những lúc là 1 phần 3, tức là 30% cái số tiền họ bỏ ra, họ thu được về. Ví dụ như là đi làm được ngày 100 đô thì họ sẽ phải đóng thuế cho nhà nước mất 30 đô. Thì tại cái tiền thuế này thì sẽ được chi trả vào đâu và mình có được hưởng lợi gì không? Có đấy các bạn ạ. À, các bạn hưởng lợi rất nhiều. Chẳng hạn sau này các bạn về hưu thì cái số các bạn sẽ được hưởng cái tiền hưu.
Cái người mà không đi lao động, chẳng hạn như họ không đi lao động 65 tuổi họ vẫn được tiền nghỉ già, nhưng số tiền của họ được ít hơn. Chẳng hạn họ chỉ được khoảng 800 đô thôi, nhưng các bạn đi làm và đóng thuế cho nhà nước thì các bạn được hưởng chẳng hạn gấp 2 số tiền của họ. Trong khi đó, khi bạn đóng thuế cho nhà nước thì có rất nhiều điều kiện, rất nhiều vấn đề mà bạn được hưởng lợi. Chẳng hạn như khi bạn đi mua nhà, mua xe thì đều được hưởng lợi, họ trừ đi cái số tiền phần trăm rất lớn cho các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý rằng là vì bạn đóng thuế cho nhà nước cho nên bạn sẽ hưởng được rất nhiều cái quyền lợi khác. Đó. Và cái tiền này á, đấy là mình nói cá nhân, các bạn đi mua nhà, mua xe hoặc các bạn làm bất cứ cái vật gì đều được coi như là cái hồ sơ của các bạn. Ở bên này họ chỉ cần xem cái số sơ số năm bờ của bạn là cái số đó đi theo bạn cả đời, là chỉ cần nói cái số đó ra một cái là họ sẽ nhìn được cái hồ sơ của bạn ra sao. À, một người này đi làm việc và đóng thuế cho nhà nước rất là đều trong rất nhiều năm, thì tất cả khi bạn đi mua nhà, mua xe và làm bất cứ công việc gì đều có sự ưu đãi của chính phủ dành cho bạn. Đấy là riêng cá nhân bạn và gia đình của bạn. Còn bây giờ về với xã hội thì sao? Tại sao đất nước Canada những người già, em nhỏ, phụ nữ và những người khuyết tật đều được hưởng những chính sách đãi ngộ đặc biệt? Chẳng hạn như trẻ em ở Canada được hưởng từ bé tới 18 tuổi là được hưởng coi như là tiền sữa, người ta gọi là tiền sữa, mỗi một em bé là 650 đô la. Ở Việt Nam có không các bạn? Thôi xin lỗi các bạn đi. Các bạn không có tiền cho con thì các con bạn không có sữa mà uống. Không có tiền thì không cho con đến có thể đến trường học được các bạn ạ. À, còn ở bên này miễn phí hết toàn bộ. Không phải coi như là đóng tiền đi học, không phải coi như là tiền sữa gì, tiền gì cả, ngay cả tiền ăn uống đến trường học cũng vậy thôi. Thì tất cả những thứ tiền này là do những người đi làm để mà đóng góp cho xã hội, chứ tiền ở đâu ra? Đó là tiền thuế của những người đi làm đúng không ạ? Thì đó, những người nghèo thì được coi như chính phủ cấp nhà cho ở, thì tiền mà người ta làm nhà đó rồi thì các bạn không phải đóng tiền nhà, được ở cái căn nhà miễn phí cả đời. Rồi những người khuyết tật, những người coi như phụ nữ đơn thân, tất cả mọi người đều hưởng cái chế độ ưu đãi như vậy là do tiền thuế của các bạn đóng ra đúng không ạ? Mọi người đều đóng ra, trong đó bạn được hưởng quyền lợi và gia đình nhà bạn được hưởng quyền lợi và cả xã hội đều tươi đẹp tốt đẹp như vậy. Các bạn thử so sánh với xứ thiên đường ở Việt Nam đi. Mình không nói xấu gì quê hương đất nước của mình yêu quê hương đất nước bởi vì nơi đó đã sinh ra bản thân mình. Ai cũng vậy thôi và ai cũng muốn trở về đất nước mình. Nhưng ở cái xứ thiên đường mà các bạn vẫn gọi đó, nó đang tồn tại một cái chế độ gọi là chế độ cộng sản chủ nghĩa. Chế độ này không đem lại lợi ích gì cho dân. Đó, các bạn cứ nhìn đơn giản thôi, tất cả các quan chức từ nhỏ đến lớn đều tham ô hối lộ, ông nào cũng có vài trăm ngàn tỷ, vài ngàn ngàn tỷ trở lên. Tiền vào túi của chúng nó hết rồi còn đâu. Còn ở bên này tiền không vào túi của quan chức được. Tất cả quan chức từ tổng thống nghèo rớt mồng tơi. Bởi vì sao? Bởi vì họ toàn bộ thời gian là họ lo cho công việc xã hội rồi. Làm gì có thời gian để lo để coi như là cho cá nhân của họ nữa, đúng không ạ? Họ rất còn ít thời gian lo cho bản thân và gia đình. Bởi vì họ làm việc cho xã hội và đồng lương của họ mặc dù cũng hơn ở Việt Nam khá nhiều nhưng cũng bình thường thôi. Đó là những người cống hiến cho đất nước. Còn thì ở cái xứ thiên đường á, bao nhiêu tiền thì vào túi quan hết. Tức là bao nhiêu xương máu tiền thuế của dân thì vào túi quan hết các bạn nhé. Cho nên là các bạn đừng nói rằng là so được cái tư bản với nền cộng sản. Các bạn nói ở Việt Nam hơn nhiều. Tại sao coi như là người Việt Nam cứ bỏ nước ra đi mà tại sao cái người tư bản thì không chạy về Việt Nam sinh sống? Mà tại sao người Việt Nam cứ bỏ nước ra đi, mất hàng bao nhiêu tỷ tỷ vẫn phải bỏ nước ra đi để coi như là ra nước ngoài? Đó là một điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. À, có những bạn nói rằng là dân tư bản không cho ai cái gì hết, thì mình hỏi, mình so sánh là thế xứ thiên đường cho ai cái gì? Xã hội chủ nghĩa cộng sản cho ai cái gì? Còn tư bản rõ ràng là anh có làm thì có ăn, còn anh không làm cũng có ăn nhưng ở mức độ không thể dư dả. Chẳng hạn mình nói người nghèo có lương, có tiền trợ cấp của chính phủ, bản thân mình đang là người ăn trợ cấp của chính phủ đây,
Vâng, mình đang được hưởng coi như là 1.200 đô một tháng. Và có thể trong 3 tháng tới mình sẽ được hưởng 2.000 đô một tháng, bởi vì mình có bệnh sẽ được hưởng cái tiền bệnh. Còn con cái của mình, hai đứa là mỗi đứa là được 1.650 đô một tháng, tức là 1.300. Đúng không các bạn? Ngoài ra còn được tiền khí hậu và một số tiền khác nữa, để tức là người ta cấp cho, coi như bởi vì mình là hộ nghèo thì người ta cấp ưu tiên cho những hộ nghèo. Và mình có thể là xin nhà của chính phủ ở trợ cấp bất cứ lúc nào, nếu mình thích mình coi như viết đơn và trình bày cái hoàn cảnh của mình. Vâng, còn ở bên Việt Nam, bạn nghèo thì bạn đi ra bờ đê mà ở nhé, coi như là không có cái kiểu mà xã hội trợ cấp cho bạn đâu. Đừng nói rằng tư bản là bóc lột sức lao động. Đó, các bạn thử so sánh hai vấn đề gì đó. Bạn nói rằng tư bản không cho ai cái gì hết thì bạn nhìn đi. Người ta cho người nghèo, người ta cho những em bé, người ta cho những phụ nữ đơn thân, người ta cho những người khuyết tật. Tất cả những người nghèo và có bệnh tật đều được hưởng tiền trợ cấp và tiền coi như là tiền của phúc lợi xã hội cho. Tức là họ dư giả sống. Còn ở Việt Nam bạn nghèo bạn chỉ có chết thôi. Đó. Thời buổi bây giờ thì có một số những tư nhân giàu có, họ làm YouTube, họ làm thứ nọ thứ kia, thỉnh thoảng đi giúp đỡ những cái người nghèo đó. Còn nhà nước cho người nghèo cái gì ạ? Chẳng cho cái gì cả. Bao nhiêu tiền bạc thì quan chức nó vơ vét hết vào túi chúng nó rồi. Thằng nào cũng tham ô vài ba nghìn tỷ, có thằng tham ô đến hàng chục, hàng trăm tỷ mà cũng chỉ vài năm tù vớ vẩn thôi. Còn người dân thì đi ăn chỉ có đi trộm cắp mấy con vịt là 7, 8 năm tù. Đó. Các bạn thấy rằng cái xã hội tư bản và cộng sản nó khác nhau ở chỗ đó. Cũng trong cái bài viết chia sẻ này, bạn này nói rằng là Canada hiện tại và tương lai sẽ thua xa Việt Nam. Không biết là bạn này nói thua xa ở cái gì, hay là giống ông Nguyễn Xuân Phúc rằng là nếu cột đèn ở Mỹ mà biết đi thì nó cũng đi hết về Việt Nam nó sống. Chắc là bạn này cũng có những suy nghĩ như vậy và bị nói rằng là kiểu như là mình nói rằng là bạn này bị tẩy não đấy, chỉ nghe coi như là truyền thông từ một phía đó. Đó, nó là như vậy. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là một nước nghèo trên thế giới và Canada thì là nước một trong những nước trong G7 top đầu thế giới và được Cao ủy Liên Hợp Quốc là cho đứng đầu, tức là đất nước đáng sống nhất hành tinh. Vậy mà các bạn nói rằng là trong tương lai, mình không biết là tương lai bao nhiêu năm nữa và Việt Nam có những cái gì để mà phát triển. Trời đất ơi, bao nhiêu những cái vùng đất tốt thì cho tàu khựa nó thuê hết rồi, nó xâm chiếm hết rồi. Bao nhiêu những cái gì ngon nghẻ thì vào tiền túi quan hết rồi. Người dân làm gì có. Người dân chẳng được một cái gì gọi là để coi như là xã hội ưu đãi cho người dân nghèo. Mình không nói những người dân khác mà những người nghèo khổ đó. Mình chưa thấy có cái gì ưu đãi cả. Có một số người gọi là được phong coi như là danh hiệu bà mẹ anh hùng nọ kia. Thì tỉnh có thể làm cho được một căn nhà gọi là nho nhỏ. Trong khi đó thì một căn nhà này có thể cái giá độ khoảng 300, làm hết 300 triệu. Thì mấy cái thằng quan chức nó tố lên là nó hết 3 tỷ và tiền đó nó đút túi với nhau. Chỗ nào cũng xây tượng đài. Cái tượng đài này hết độ khoảng là 50 tỷ thì chúng nó tố lên là hết 500 tỷ để tiền đó chúng nó đút túi. Chỗ nào cũng xây coi như là xây chùa chiền. Vâng, cái vấn đề này thì vẫn về vấn đề tôn giáo. Nhưng tại sao các chế độ đó không đi xây coi như là trường học và bệnh viện như ở Canada? Ở Canada các bạn bước chân ra khỏi nhà, như con mình đây, hiện tại là mình thuê chỗ này và coi như là chỉ cần bước chân ra khỏi nhà 100-200 mét là có trường học rồi. Và trên một cái dọc, một cái tuyến đường có nó có thể có chục cái trường học, một cái tuyến đường ngắn thôi các bạn nhé. Bởi vì Canada là cũng gần như là một đất nước hợp chủng, tức là nhiều quốc gia đến sinh sống. Thì chẳng hạn như đạo Hồi thì nó có một cái trường học của những người đạo Hồi. Những người Thiên Chúa giáo thì có trường học của người Thiên Chúa giáo. Những người theo đạo Tin Lành có trường học của những người Tin Lành. Còn những người mà theo đạo Phật thì có trường của đạo Phật. Có nghĩa là sao? Trường học nhiều lắm. Nó nhiều như nhà tù ở Việt Nam. Các bạn hãy so sánh là Việt Nam chỉ xây nhà tù và coi như là xây chùa chiền để dành cho những
cái ông chọc coi như là bố láo bố tét làm ăn lợi dụng cái sự tín ngưỡng của khá nhiều người mù quáng, và họ kiếm kiếm tiền trên những cái vấn đề mà họ cho là cái vấn đề mà mình gọi là tâm linh, nhưng thực chất là họ lợi dụng cái vấn đề tâm linh đó để họ kiếm tiền. Còn Canada không phải vậy. Bản thân mình, theo mình suy nghĩ, ngay những người mà đi đi theo đạo Phật hoặc là đi theo chùa chiền thì Phật thì ở trong tâm, chứ không Phật ở một cái chùa to lớn. Phật cũng không ở trên trời trên đất, mà ở một cái chỗ nào đó, một ngôi chùa to lớn nào đó, ở trong tâm các bạn á, chứ không phải ở đâu cả. Cho nên là không phải đến nhà chùa thì coi như là Phật mới phù hộ cho mọi người. Đó, đây là cái xu hướng mà coi như là ở mình thấy ở đất nước Việt Nam đang làm rất nhiều chùa chiền, phá hết cả những cảnh quan đồi núi để làm những cái công việc vô bổ đó mà không đi làm nhà trường và bệnh viện. Các bạn hãy nhìn những bệnh viện u bướu rồi ung thư rồi các bệnh viện, người dân nằm la liệt ở vỉa hè, nằm la liệt ở những nơi không có tức là cái chỗ là để che đậy trời mưa trời gió. Các bạn nhìn xem cái nỗi khổ của người dân mình nó vô cùng là khổ. Còn các bạn ở đây, ở các nước tư bản đây, các bạn đến bệnh viện miễn phí, không mất tiền, 100% không mất tiền. Các bạn đến có bác sĩ, người nào gia đình nào cũng có bác sĩ gia đình. Có nghĩa bạn bị bệnh một cái là bạn lao thẳng đến văn phòng của bác sĩ gia đình, và bác sĩ gia đình ở đây là đã theo dõi bệnh tật của bạn từ khi bạn đến đây, khi bạn nhập cư vào đất nước này, là bác sĩ gia đình theo dõi bệnh tật của bạn. Bạn có cái tiền án bệnh tật gì thì bác sĩ gia đình đã nắm nắm chắc trong tay rồi. Và khi bạn xảy ra một điều gì cái là cái hồ sơ đó, ví dụ bạn chuyển lên viện một cái là cái hồ sơ của bác sĩ gia đình nó chuyển là đã có ở trên bệnh viện nó rồi. Tức là không phải qua những cái thủ tục rườm rà như ở Việt Nam. Vâng, vào ngày hôm qua thì mình mới xem một video, tức là một sự vụ, tức là ở thuộc về thành phố Từ Sơn. Ngày xưa nó chỉ là một thị trấn thôi. Theo như mình biết trước đây, Từ Sơn nó thuộc về tỉnh Bắc Ninh. Trước đây nó chỉ là một cái thị trấn nhỏ thôi. Và bây giờ nó lớn lên đến một gọi là một thành phố rồi các bạn ạ. Tức là Từ Sơn thì cách thành phố Bắc Ninh 12 km. Và mình xem một cái video, tức là nói về cái vấn đề là một cái vụ án mạng mới xảy ra ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Thì vì xô xát nhau, bất đồng nhau trong cái chuyện về mua bán hàng họ, bởi vì hai cái gia đình nhà này ở gần nhau và kiểu như là tranh giành khách khứa của nhau như thế nào đó. Đại khái câu chuyện xảy ra nó là như vậy. Và một người đã cầm dao, tức là đâm ba người của trong một gia đình, thì một người phụ nữ đã bỏ mạng, còn hai người kia thì bị thương rất nặng. Và khi mình xem câu chuyện này á, mình xem trong video câu chuyện này thì mình biết rằng là nếu người đó ở đất nước tư bản, ba người này nếu ở đất nước tư bản thì cái người phụ nữ bị thiệt mạng kia không bao giờ bị chết luôn. Lý do tại sao vậy? Vâng, ở bên này á, chỉ trừ mà cái người đó bị đâm vào những chỗ hiểm yếu nhất, chẳng hạn bị vào tim chẳng hạn, thì họ không cứu được. Còn tất cả họ cứu chữa rất nhanh chóng. Chỉ trong một vài phút một phát là coi như xe cứu thương là đến đưa thẳng tới bệnh viện, đắp một phát là xong luôn, vào cấp cứu luôn. Nhưng tại sao mà ở Việt Nam lại phải bị chết người? Khi mình xem video á, thì người bình luận video nói rằng khi xảy ra vụ án và mọi người phát hiện ra thì đưa ba người này nên đến bệnh viện ở chỗ Từ Sơn. Sau đó lại chuyển viện lên bệnh viện của tỉnh Bắc Ninh. Có nghĩa là từ Từ Sơn lên Bắc Ninh là 12 km đúng không các bạn? Rồi sau đó mới chuyển lên bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội, tức là cách 30 km nữa. Có nghĩa trong giai đoạn mỗi một lần chuyển viện là mất rất nhiều thời gian và có khi mất cả 1-2 ngày các bạn ạ. Chính bản thân mình là người di chuyển viện rất nhiều lần cho những người thân của mình. Đây là một cái thủ tục hết sức rườm rà của Cộng sản Việt Nam, mà tại sao vấn đề này không đưa ra Quốc hội để bàn luận? Tại sao mà cứ bắt người ta phải có cái thủ tục chuyển viện mới cho nhập viện? Khi người ta bệnh tình nó đang coi như là cái tình trạng đang ở mức độ cấp cứu quá nặng, sắp sửa mất mạng rồi,
mà các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức nó vẫn bắt người ta phải có cái giấy chuyển viện nó mới cho nhập viện, nó mới cấp cứu. Đó là những kẻ không có lương tâm nghề nghiệp, lương y như tử mẫu, nhưng bác sĩ chúng nó không có phong bì, chúng nó không làm gì hết, nhìn thấy người chết rồi nhưng vẫn kệ. Đó là sự thật ở tại Việt Nam và mình đã trải qua rất nhiều ca như vậy. Đứa cháu ruột của mình từ bệnh viện Bắc Linh trở lên Việt Đức xong nó đã bắt quay về. Nó bắt lấy cái giấy coi như là giấy gì? Giấy chuyển viện. Và rất phức tạp, nếu bạn không có phong bì để đưa giám đốc, đưa các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh thì làm gì nó cho bạn cái giấy chuyển viện. Chính vì những cái thủ tục rườm rà này chỉ nằm lợi để coi như là chúng nó kiếm tiền đút vào túi riêng của chúng nó. Đây là một cái xã hội, tức là mình không biết dùng cái từ ngữ gì để nói hết, chỉ để làm lợi cho những cái bọn quan chức và bọn có chức quyền để kiếm tiền mà thôi. Còn tính mạng của người dân chúng nó coi như cỏ rác. Và cái trường hợp của cái người ở Từ Sơn đó đã bị thiệt mạng. Một người thiệt mạng, còn hai người bị thương khá nặng, đang được cứu chữa. Thì mình đang sống ở đất nước tư bản thì mình thấy rằng nếu cái trường hợp này ở đất nước tư bản thì không bao giờ bị chết. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ được xe cứu thương chỉ trong vài ba phút thôi. Khi mà ví dụ xảy ra vấn đề gọi 911 cái họ đến ngay mà phát, họ chở thẳng lên bệnh viện và không bao giờ bị chết luôn. Chỉ trừ trường hợp vào cái chỗ hiểm yếu như mình vừa nói ở trên. Trong câu chuyện này thì mình cũng kể lại một vấn đề khác. Ngày xưa mình ở một cái hòn đảo Tài Á Châu thuộc ở Hồng Kông. Người Việt Nam mình trú ngụ ở trên đó rất nhiều và xảy ra một cái vụ hỗn loạn ẩu đả đâm chém lẫn nhau ở trên gọi là một cái đảo bò do người Việt với người Việt mình. Thì coi như là người này, một người cũng cùng ở quê hương của mình nhớ là bị những người Hải Phòng, tức là đâm đến 36 nhát nhát kiếm nha các bạn nha. Và bị bạn này bị đâm như vậy và ngay lập tức cảnh sát ở đó gọi là họ alo một câu một cái, thì trong mấy phút sau máy bay trực thăng đã tới hòn đảo này và đưa một phát bạn này tới bệnh viện Nữ Hoàng, tức là một bệnh viện khá nổi tiếng ở Hồng Kông, là lấy tên là Nữ Hoàng Anh đó. Trên là lúc đấy bởi vì Hồng Kông nó thuộc về Anh Quốc, thì sau đó là chỉ có một tuần sau bạn này được xuất viện. Có nghĩa 36 nhát đâm trên người như lát bét ra như vậy, nhưng chỉ có một tuần sau là bạn ấy được được ra viện và trở về. Và bản thân mình khi đến thăm cũng rất ngạc nhiên, đó là bạn ấy khỏe mạnh. Mình cũng không hiểu cách chữa của người ta như nào. Nhưng lúc đó các bạn phải biết rằng Hồng Kông thuộc về Anh Quốc cái thời điểm đó, chứ không phải là Trung Quốc như bây giờ các bạn nhé. Bởi vậy là khi đó Hồng Kông vẫn là một đất nước tư bản, cho nên là họ cứu người như vậy đó. Thế thì các bạn ở đây nói rằng Việt Nam trong tương lai sẽ coi như là vượt xa Canada và các nước khác. Thôi, xin lỗi các bạn nhé. Vượt xa gì mà bản thân các bạn nói vậy thôi. Nhưng chính các bạn không có điều kiện để đi đến Canada. Đó. Chính các bạn không thể đi được định cư đến Canada. Hoặc nếu có thể các bạn định cư đến đây được đi chăng nữa, thì các bạn cũng kiểu như là đánh lạc hướng, muốn coi như nói xấu về cái đất nước này. Đó. Theo mình nghĩ nó là như vậy. Vâng, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn mọi vấn đề liên quan đến vấn đề là cuộc sống của hai đất nước tư bản và xã hội cộng sản ra sao, cái sự khác biệt nhau như thế nào. Rất mong các bạn đóng góp nhiều ý kiến khác để coi như là kênh của mình phát triển hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.